Laudetur Jesu Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 2 gồm có trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là giáo hội tuần qua và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, Trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 2, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Đây là buổi đọc kinh đầu tiên có giáo dân diễn ra tại quảng trường sau 7 tuần lễ Roma lockdown vì đại dịch và các buổi đọc kinh chỉ được truyền chiếu trực tiếp từ thư viện dinh tông tòa. Trước khi bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói, một lần nữa chúng ta lại ở tại quảng trường vì thời tiết Roma mưa nhiều và gió lạnh, nên chỉ có vài trăm tín hữu hiện diện đọc kinh với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha vui khi thấy dân chúng lại có thể quy tụ tại quán trường. Trong đó có các nữ tu Tây Ban Nha, những người mà Đức Thánh Cha khen gọi là can đảm, luôn hiện diện khi nắng cũng như lúc mưa. Trong bài huấn dụ ngắm trước khi đọc kinh, dựa trên đoạn tin mừng thuật lại cách Chúa Giêsu cầm tay và nâng dậy bà mẹ vợ Thánh Phêrô và chữa lành bệnh sốt cho bà, Đức Thánh Cha nhận định rằng chăm sóc các bệnh nhân là sứ vụ của giáo hội, như nó từng là sứ vụ của Chúa Giêsu Và cách thế của Thiên Chúa là cúi xuống, nâng dậy, chăm sóc với sự dịu dàng và cảm thông. Nhưng để thực hiện điều này, cần phải có mối tương quan mật thiết với Chúa qua cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Đoạn tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành mẹ vợ của Thánh Phêrô và sau đó chữa lành nhiều người bệnh và đau khổ khác quy tụ xung quanh người. Việc chữa lành mẹ vợ Thánh Phêrô là việc chữa lành thể lý đầu tiên được Thánh Marco thuật lại. Người phụ nữ đang bị sốt nằm trên giường. Thái độ và cử chỉ của Chúa Giêsu đối với bà có ý nghĩa biểu tượng. Thánh sử miêu tả rằng người lại gần cầm lấy tay bà. Hành động đơn giản này rất dịu dàng, có vẻ như hoàn toàn tự nhiên. Cơn sốt biến ngay và bà phục vụ các ngài. Sức mạnh của Chúa Giêsu không gặp phải sự phản kháng nào và người được chữa lành bắt đầu lại cuộc sống bình thường, nghĩ ngay đến người khác chứ không phải nghĩ đến mình và điều này thật ý nghĩa, nó là dấu chỉ của sự khỏe mạnh thật sự. Hôm đó là ngày Sa-bát, người dân trong làng chờ đợi mặt trời lặn và khi thời gian buộc phải nghỉ ngơi theo lời luật đã chấm dứt, họ mang đến cho Chúa Giêsu tất cả những người bị bệnh và bị quỷ ám và người chữa lành họ nhưng không cho phép ma quỷ tiết lộ rằng ngài là Đức Kitô. Như vậy ngay từ ban đầu, Chúa Giêsu đã cho thấy sự ưu ái của người đối với những người đau khổ về thể xác và tinh thần. Đó là sự ưu ái của Chúa Cha mà Chúa Giêsu là hiện thân và biểu lộ bằng việc làm và lời nói các môn đệ của Chúa là chứng chứng tá trực tiếp họ đã tận mắt nhìn thấy điều này và làm chứng nhưng Chúa Giêsu không muốn họ chỉ là những khán giả trong sứ mệnh của người người cho họ tham gia vào sứ mệnh đó người đã sai họ đi người còn ban cho họ quyền năng chữa lành bệnh tật và trừ quỷ và cho đến ngày nay điều này vẫn tiếp tục không bị gián đoạn trong đời sống của giáo hội chăm sóc cho các bệnh nhân không phải là một hoạt động tùy chọn đối với giáo hội không, nó không phải là một điều gì đó thứ yếu. Chăm sóc các bệnh nhân của mọi thứ bệnh là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh của giáo hội, như nó đã là sứ mệnh của Chúa Giêsu, mang sự dịu dàng của Thiên Chúa đến với nhân loại đang đau khổ. Chúng ta sẽ được nhắc nhở về điều này trong một vài ngày nữa vào ngày 11 tháng 2, ngày thế giới các bệnh nhân Thực tế mà chúng ta đang trải qua trên khắp thế giới do đại dịch khiến sứ điệp này, sứ vụ thiết yếu của giáo hội trở nên hiện thực cách đặc biệt. Tiếng nói của ông Gióp vang vọng trong phục vụ ngày nay, một lần nữa giải thích thân phận con người của chúng ta có phẩm giá cao cả nhưng đồng thời cũng rất mong manh. Trước thực tế này, trong lòng chúng ta luôn nảy sinh câu hỏi, tại sao? Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể không trả lời câu hỏi tại sao chúng ta có phẩm giá cao quý mà lại ở trong tình trạng mong manh như thế bằng một lời giải thích nhưng bằng một sự hiện diện yêu thương cúi xuống cầm tay nâng dậy như người đã làm với mẹ vợ thánh phêrô cúi người để nâng người khác lên chúng ta đừng quên rằng hình thức hợp pháp duy nhất cách hợp pháp duy nhất để từ trên cao nhìn xuống một người dưới thấp là khi bạn đưa tay ra để giúp họ đứng lên và đây là sứ mệnh duy nhất của Chúa Giêsu đã trao cho giáo hội. Con Thiên Chúa bày tỏ quyền chúa tể của người không phải từ trên xuống dưới, không phải từ xa, nhưng cúi xuống nắm tay biểu hiện quyền chúa tể của người trong sự gần gũi, dịu dàng, cảm thông. Gần gũi, dịu dàng, cảm thông là cách thức của Thiên Chúa. Thiên Chúa đến gần và đến gần cách dịu dàng và cảm thông. Bao nhiêu lần chúng ta đọc thấy trong tin mừng rằng Đứng trước một vấn đề sức khỏe hay bất cứ loại vấn đề nào, Chúa chặn lòng thương. Và đoạn tin mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng lòng cảm thông trắc ẩn này đâm rễ sâu trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Cha. Trước khi trời sáng và sau khi mặt trời lạnh, Chúa Xu lui vào nơi thanh vắng và ở lại đó một mình để cầu nguyện. Từ đó, người kính múc được sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh của mình, rao giảng và thực hiện các việc chữa lành. Xin Đức Thánh Trinh Nữ Maria giúp chúng ta để cho mình được Chúa Giêsu chữa lành. Mỗi người chúng ta đều cần điều này. Để đến lượt mình, chúng ta có thể là chứng nhân của sự chữa lành dịu dàng của Thiên Chúa. Kính mời quý vị cùng đọc kênh truyền tin với Đức Thánh Cha. Angelus Domini non si Maria. Et concebi de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto vende tui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ece ancilla Domini. Fiat mi, secundum verbum Tum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus e benedicto frutto venti Tui, Esus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbo un caro facnum est. E vita nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tua imulieribus e benedicto fratuventi tuo Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Ut digni efficiamur promotionibus Christi. Benedicta vos, omnipotente Deus, pater et filius. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Myanmar. Ngài nói: Trong những ngày này, tôi quan tâm theo dõi những diễn biến của tình hình đang xảy ra ở Myanmar, một đất nước mà kể từ chuyến tông du năm 2017, tôi mang trong lòng rất nhiều tình cảm. Trong thời điểm tế hiện này, tôi muốn một lần nữa đảm bảo sự gần gũi về mặt tinh thần những lời cầu nguyện và tình liên đới của tôi đối với người dân Myanmar và tôi cầu nguyện để những người có trách nhiệm với đất nước sẽ chân thành phục vụ lợi ích chung, thúc đẩy công bằng xã hội và ổn định quốc gia để cùng chung sống hài hòa. chúng ta hãy cầu nguyện cho Myanmar. Đức Thánh Cha thích lặng cầu nguyện trong giây lát. Tiếp đến Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi vì những trẻ em di cư không có người đi kèm. Ngài nói thật không may trong số những người vì nhiều lý do buộc phải rời bỏ quê hương luôn có hàng chục trẻ em và thiếu niên đơn độc không gia đình và phải đối mặt với nhiều nguy hiểm trong những ngày gần đây tôi đã được thông báo về tình hình bi thảm của những người trên cái gọi là tuyến đường banh căng ngài kêu gọi chúng ta hãy hành động để những sinh vật yếu đuối mong manh và không có khả năng tự vệ này có được sự chăm sóc thích hợp và được các kinh nhân đạo ưu ái Ngày 7 tháng 2 cũng là ngày giáo hội ý cử hành ngày sự sống. Ngày này năm nay có chủ đề tự do và sự sống. Đức Thanh Cha hiệp nhất với các giám mục Ý nhắc nhớ rằng tự do là món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để tìm kiếm và đạt được lợi ích của chính mình và của người khác, bắt đầu từ lợi ích chính yếu của sự sống. Xã hội của chúng ta phải được giúp chữa lành khỏi mọi cuộc tấn công vào sự sống để nó được bảo vệ ở mọi giai đoạn. Đức Thánh Cha bày tỏ thêm một quan tâm của Ngài, đó là tình trạng mùa đông dân số ở Ý. Ngài lưu ý, ở Ý, số ca sinh đã giảm và tương lai đang bị đe dọa. Hãy quan tâm đến điều này và cố gắng hành động để mùa đông dân số này sẽ chấp chức và sẽ có một mùa xuân mới của các bé gái và bé trai nở rộ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính nhớ thánh nữ Giuseppina Pachita, một nữ tu đã trải qua những khổ nhục của thân phận nô lệ được cử hành ngày 8 tháng 2 và cũng là ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. Đức Thánh Cha nói, mục tiêu của năm nay là làm việc vì một nền kinh tế không ủng hộ, thậm chí là cách gián tiếp những hành vi buôn người đáng khinh bỉ này, tức là một nền kinh tế không bao giờ biến những con người trở thành một thứ hàng hóa, một đồ vật, nhưng luôn nhắm phục vụ họ. Chúng ta xin Thánh Giuseppina ta giúp chúng ta trong việc này. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua Bộ Giáo dân gia đình và sự sống Trong ước mơ của người già có tương lai của xã hội Vatican Nhận định về ngày quốc tế ông bà và người cao tuổi Ông Vittorio Giazzo Phụ trách về chăm sóc mục vụ những người cao tuổi Thuộc Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống nói Trong ước mơ của người già có tương lai của xã hội khi quyết định thiết lập ngày này, Đức Thánh Cha muốn thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ, giữa người trẻ và người già, bởi vì không ai được cứu một mình. Với việc công bố của Đức Thánh Cha, từ nay hàng năm, ngày quốc tế ông bà và người cao tuổi được cử hành vào Chủ nhật thứ tư tháng 7, năm nay là ngày 24 tháng 7, gần lễ Thánh Doa Kim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Người nghèo, kinh thánh và người già là ba ưu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Đây cũng là ba ưu tiên được định hướng cho tương lai của giáo hội. Ông Vittorio Senzo nhận xét và khẳng định, cần phải gắn kết lại khoảng cách giữa người già và các thế hệ khác. Người ta không thể tự cứu họ được. Trong đại dịch, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu người già không được cứu. Đức Thanh Cha muốn nói với chúng ta rằng, ngay cả những người trẻ, người lớn và xã hội cũng không tự cứu mình nếu không có người già. Đối thoại giữa các thế hệ là điều cần thiết để thoát khỏi khủng hoảng. Mỗi xã hội cần phải giải quyết tận gốc rễ những vấn đề và phát triển một tổng hợp mới các giá trị của nó. Trong đó, việc đối thoại với người lớn tuổi là một phần cần phải được lưu ý. Theo Shenzhou, điều đối lập với văn hóa vứt bỏ chính là việc chăm sóc mục vụ cho người lớn tuổi, mỗi ngày đặt họ vào trung tâm của cuộc sống của cộng đoàn, không chỉ trong những trường hợp khẩn cấp và không để khi chúng ta nhận ra đã quá muộn. Người già là cây luôn đem lại hoa trái là ước mơ của họ. Chúng ta phải đặt người trẻ đối thoại với ước mơ của người già. Vị phụ trách mục vụ cho người lớn tuổi của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống Giải thích, ước mơ của những người cao tuổi là những gì xây dựng nên xã hội của chúng ta. Ví dụ, tôi nghĩ về châu Âu, về một thế giới không còn chiến tranh nữa. Thông điệp Fratelli Tutti chứa đầy ước mơ về một thế giới không có chiến tranh. Đó là ước mơ mà những người lớn tuổi của chúng ta, ông bà của chúng ta đã có sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng ta cần phải đối thoại với những ước mơ này để qua đó chúng ta có thể hiểu ước mơ cho tương lai của xã hội phải như thế nào. Đức Hồng Mi Thurston, cô võ sự hòa nhập xã hội của bệnh nhân phong cùi. Vatican trong sứ điệp nhân ngày thế giới dành cho bệnh nhân phong cùi lần thứ 68 được tổ chức hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 1, Đức Hồng Y. Peter Tuchin, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện của võ ưu tiên hòa nhập người bệnh phong vào cộng đồng xã hội, cũng như hỗ trợ tài chính và cơ hội để họ tham gia tích cực vào công việc và đời sống kinh tế. Trong sứ điệp Ngày Thế giới dành cho bệnh nhân phong cùi năm 2021 có chủ đề Chiến thắng bệnh phong, Đức Hồng Y Thurston nhận định bệnh phong là một căn bệnh có thể điều trị được, nhưng đánh bại nó không chỉ là một cuộc chiến đơn giản trên bình diện y tế, cũng cần tìm cách xóa bỏ sự kỳ thị của xã hội đi kèm với căn bệnh nan y này và cuối cùng giúp con người phục hồi chức năng một cách toàn diện. Đức Hồng Y cũng nhận định rằng một khía cạnh quan trọng là sự thiếu hòa nhập xã hội có thể tác động tiêu cực sâu sắc đến lòng tự trọng và cách nhìn của một người về cuộc sống. Cuối cùng khiến họ dễ mắc bệnh tâm thần. Theo nghĩa này, cộng đồng chăm sóc sức khỏe nói riêng và toàn xã hội cung cấp một dịch vụ to lớn cho lợi ích chung khi họ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hòa nhập cá nhân của những người bị bệnh phong và cho gia đình của họ. Không phải ai cũng có đủ kỹ năng hoặc kiến thức chuyên môn để chữa khỏi bệnh phong, nhưng mọi người đều có thể nuôi dưỡng văn hóa gặp cỡ, giúp chữa lành và mang lại hạnh phúc tinh thần cho những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đau buồn này. Đức Hồng Mi kết thúc sứ điệp với lời cảm ơn tất cả những người đã tận tâm đánh bại bệnh phong để chữa lành cũng như mang lại hy vọng cho những người bị bệnh Hansen. Họ cho chúng ta thấy theo những cách rất thực tế rằng bệnh phong có thể điều trị được. Sự gặp gỡ giữa con người với nhau có thể xóa bỏ sự kỳ thị và sức khỏe tinh thần là một phần thiết yếu của sức khỏe toàn diện. Ngoài ra, hỗ trợ tài chính và cơ hội tham gia tích cực vào công việc và đời sống kinh tế là điều rất cần thiết cho người bệnh phong và gia đình của họ. Đức Thánh Cha khuyên các tu sĩ không nhiều chuyện và hãy có tính hài hước. Vatican, trong lời chào cuối thánh lễ được cử hành nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ 25 vào chiều ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha khuyên các tu sĩ tránh nhiều chuyện, nói xấu và hãy có tính hài hước. Đức Thánh Cha nhận định rằng trong đời sống thanh hiến, đời sống cộng đoàn, có một luyện ngục nhưng chúng ta cần kiên nhẫn để tiến bước. Và Ngài đưa ra hai điều có thể giúp các tu sĩ tránh biến cộng đoàn thành luyện ngục. Thứ nhất là phải tránh nhiều chuyện. Đức Thánh Cha nhận định rằng điều giết chết đời sống cộng đoàn là tính nhiều chuyện, do đó đừng nói xấu người khác. Có người nói điều đó không dễ đâu cha vì đôi khi nó xuất phát từ trong lòng. Đức Thanh Cha trả lời, đúng, nó đến từ trái tim, nó đến từ lòng đố kỵ, nó đến từ rất nhiều tội lỗi chết người mà chúng ta mang trong lòng. Hãy thoát khỏi nó. Đức Thanh Cha nói cách hài hước rằng, có một loại thuốc để chữa trị thói nhiều chuyện, đó là cắn vào lưỡi. Ngài nói, trước khi nói xấu về người khác, hãy cắn vào lưỡi của bạn để lưỡi xưng to lên trong miệng của bạn và bạn sẽ không thể nói xấu. Ngài nhấn mạnh, xin hãy tránh thói nhiều chuyện, điều phá hoại cộng đoàn. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha đề nghị trong đời sống cộng đoàn là hãy có tính hài hước. Ngài nói, luôn luôn có nhiều điều không xuôi thuận, từ bề trên, từ cố vấn, từ người khác. Luôn có những điều chúng ta không thích, phải không? Đừng đánh mất tính hài hước của bạn. Điều này sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Nó giúp chống lại tính nhiều chuyện, biết cách cười chính mình với trái tim nhân hậu, cười trước các tình huống và thậm chí với người khác nhưng đừng để mất đi tính hài hước của bạn. Những gì tôi khuyên anh chị em không phải là những lời khuyên quá giáo điều, mà là nhân bản để phát triển tính kiên nhẫn. Đức Thanh Trà cũng cảm ơn chứng tá của các tu sĩ về những khó khăn, nhưng họ đã tiến bước vì đau khổ thiếu ơn gọi. Ngài khuyến khích, hãy tiến bước, can đảm, vì Chúa luôn luôn vĩ đại, người yêu thương chúng ta, hãy bước theo người. Đức Thánh Cha thêm lễ các Thánh Marta, Maria và Lazaro vào lịch phụng vụ chung. Vatican, ngày mùng 2 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã thêm lễ nhớ các Thánh Marta, Maria và Lazaro, ba chị em ở làng Betania và lịch phụng vụ chung của Giáo Hội Công giáo Roma và quyết định kinh nhớ các ngài vào ngày 29 tháng 7. Cho đến nay, trong lịch phụng vụ chỉ có lễ nhớ Thánh Marta. Với quyết định này, tất cả các sách phục vụ trên thế giới sẽ cập nhật các lời nguyện và bản văn cho lễ nhớ ba vị thánh bạn của Chúa Giêsu. Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí Tích được ký bởi Đức Hồng Y Tổng trưởng Robert Sara và Đức Tổng giám mục Arthur Roche, đồng Tổng Thư Ký, đã giải thích rằng Đức Thánh Cha thêm ba vị thánh vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Roma vì chứng tá phúc âm quan trọng của họ trong việc đón rước Chúa Giêsu vào nhà họ, chăm chú lắng nghe lời người, tin rằng người là sự sống lại và là sự sống. Sắc lệnh khẳng định trong ngôi nhà ở Betania, Chúa Giêsu cảm nghiệm tình gia đình và tình bạn của Marta, Maria và Lazaro. và vì lý do này, phúc âm Thánh Gioan khẳng định rằng Chúa yêu thương họ. Bà Marta đã rộng lượng tiếp đãi người, bà Maria ngoan ngoãn lắng nghe lời người và ông Lazaro nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của đấng đã chiến thắng sự chết. Việc kính nhớ Thánh Marta đã được đưa vào lịch Roma trước công đồng Vatican II, nhưng hai thánh Lazaro và Maria đã bị bỏ đi do không chắc chắn về danh tính của bà Maria. Các sách phúc âm nhắc đến các tên Maria. Maria Magdalena đã được chúa hiện ra sau khi sống lại. Maria, chị em của bà Marta. Maria, người tội lỗi được chúa tha tội. Sắc lệnh lưu ý rằng vấn đề này đã được trả lời trong những nghiên cứu mới đây xác định rằng bà Maria là người chị em của Marta và Lazaro như được nói đến trong sách tử đạo thư Roma. Hơn nữa, trong một số lịch riêng, ba chị em được kính nhớ cùng với nhau. Sắc lệnh kết luận, lễ nhớ các ngài phải được ghi vào tất cả các lịch và sách phụng vụ cử hành thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ. Các thay đổi và bổ sung được thông qua trong các bản văn phụng vụ, phụ lục của sắc lệnh này phải được dịch, phê chuẩn và sau khi được thánh bộ xác nhận, được công bố bởi hội đồng giám mục Cùng ngày, Bộ phụng tự cũng công bố sắc lệnh thêm ba lễ kính các vị thánh tiến sĩ và lịch công giáo Roma, đó là thánh Gregorius được kính nhớ ngày 27 tháng 2, thánh Joan Avila vào ngày 10 tháng 5 và thánh Hildegard vào ngày 17 tháng 9. Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Giải thưởng Jade về tình huynh đệ nhân loại năm 2021 Kính thưa quý thính giả Hôm 4 tháng 2 năm 2001 vừa qua là ngày quốc tế về tình huynh đệ nhân loại lần thứ nhất được cử hành Sự kiện này diễn ra tại Abu Dhabi thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập với sự tham gia của Sheikh Mohammed bin Zayed và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cùng với nhiều nhân vật khác. Trong buổi cử hành, có phần công bố tên của người được trao tặng giải thưởng Gia Dép về tình huynh đệ nhân loại. Giải thưởng được lấy cảm hứng từ việc ký kết văn kiện về tình huynh đệ nhân loại giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đại Iman Ahmad Antayeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ngày 4 tháng 2 năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco và Đại Iman Ahmad Antayeb đều đã nhận giải thưởng đầu tiên vào năm 2019. Sau đó, Đức Thánh Cha tặng toàn bộ số tiền thưởng cho người tị nạn Rohingya của Myanmar trong ngày cử hành đầu tiên ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại. Sheikh Mohammed bin Zayed đã thông báo rằng giải thưởng này sẽ trở thành một sự kiện hàng năm như một phần của Ngày Thế Giới về tình huynh đệ nhân loại được Đại hội đồng Liên hiệp quốc tuyên bố với mục đích nhằm ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các nhà lãnh đạo và các nhân vật tôn giáo hợp tác để thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và đối thoại liên văn hóa trên thế giới. Các giám khảo của giải thưởng này thuộc một ban độc lập gồm một nhóm người của 30 quốc gia, được các vị lãnh đạo thuộc các lĩnh vực chính quyền, văn hóa và tôn giáo bổ nhiệm. Danh tánh hai nhân vật nhận giải được công bố hôm ngày 3 tháng 2 vừa qua trong một cuộc họp báo ở Abu Dhabi. Và lễ trao giải đã diễn ra ngày 4 tháng 2 trong buổi cử hành trực tuyến Ngày Quốc tế về tình huynh đệ nhân loại lần thứ nhất. Hai người được nhận giải thưởng Gia năm nay về tình huynh đệ đó là ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và bà Latifa Iban người sáng lập Hiệp hội IMAT cho giới trẻ và hòa bình. Giới thiệu những người nhận được giải thưởng, Thư ký Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại, thẩm phán Mohamed Abdel Salam đã tuyên bố rằng giải thưởng được thành lập để khuyến khích và công nhận những người truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta trong việc tạo ra một thế giới thấu hiểu, hòa nhập và hòa bình hơn. Xem xét hoạt động và tác động của cả hai người được nhận giải thưởng năm nay, rõ ràng cả hai đều là mẫu gương cho thế hệ tiếp theo các nhà lãnh đạo thế giới và tất cả những ai dấn thân cho hòa bình. Việc vinh danh ông Guterres và bà Latifa với giải thưởng gia chết về tình huynh đệ nhân loại trong lần đầu tiên sau khi Đại Imam với Đức Thánh Cha Francisco được vinh danh vào năm 2019 là một lời tri ân dành cho tất cả những ai yêu chuộng hòa bình và là lời mời nhân loại tiếp tục con đường này. Bà Latifa Ibziaten, một người mẹ phục vụ hòa bình, bà Latifa Ipsiaten từ lâu đã được biết đến là một người mẹ phục vụ hòa bình. Giải thưởng ghi nhận lòng dũng cảm và sự kiên cường của một người mẹ chưa bao giờ cam chịu số phận. Bà Latifa sinh năm 1960 tại Tetouan của Maroc. Năm 1977, khi được 17 tuổi, bà di cư sang Pháp. Bà có 5 người con và rất quan tâm đến việc giáo dục và học hành của các con mình. Cuộc đời của bà thay đổi vào ngày 11 tháng 3 năm 2012, khi một trong những con trai của bà, tên là Imad, gia nhập trung đoàn đệ nhất nhảy dù của Pháp và bị ám sát gần thành phố Toulouse. Đối với bà Latifa, đằng sau nỗi đau mất con là ý chí vượt qua vòng xoáy địa ngục của bạo lực. Bà Latifa đi tìm gặp Mohammed là kẻ đã sát hại con bà để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra khiến anh ta phạm tội giết người cuộc gặp gỡ đó đã làm cho bà latifa tiếp xúc với thế giới của những người trẻ cảm thấy bị bỏ rơi và không bao giờ thành công trong việc hội nhập vào xã hội chung từ đó bà nảy ra ý tưởng thành lập hiệp hội mang tên imad con trai của bà bà đi nhiều nơi tại pháp để kể lại câu chuyện của bà và gặp gỡ giới trẻ hy vọng của bà là góp phần bảo tồn sự hòa hợp xã hội giữa các thế hệ già trẻ cũng như giữa người gốc pháp và những người nhập cư Hiện nay bà Latifa là một trong những khuôn mặt thể hiện khát vọng đối thoại và hòa bình ở một nước Pháp đang bị chấn động bởi các cuộc tấn công và cám dỗ đóng kín. Hoạt động của Hiệp hội IMAD vẫn tiếp tục bất chấp những trở ngại. Mùa hè năm 2019, nhà của bà đã bị phá hoại và một trong những người con của bà đã bị những kẻ lạ mặt tấn công dã man. Nhưng đối với bà, từ những nghịch cảnh, bà cố gắng tìm thêm sức mạnh. Câu chuyện của bà Latifa minh chứng cho khả năng vượt qua mọi thử thách của con người, không cam chịu, không oán hận hay khao khát trả thù, nhưng với niềm hy vọng. Biết rằng điều tồi tệ nhất không ngăn cản con người tin vào điều tốt nhất, nhưng cho sức mạnh để hành động, để biến nó thành hiện thực. Một cuộc đấu tranh cho hòa bình vẫn còn phù hợp cho ngày nay. Sau vụ tấn công vào nhà thờ Đức Bà ở Nice ngày 30 tháng 10 năm 2020, bà Latifa đã viết Tôi nghĩ đến cộng đoàn công giáo. Tôi cầu nguyện cho tất cả những gia đình bị thương này. Đứng trước bạo lực, sự hận thù, ngu dốt và bất khoan dung, chúng ta vẫn hiệp nhất. Chúng ta hành động vì tình yêu và hòa bình. Khi nhận được giải thưởng Zayed về tình huynh đệ nhân loại, bà Latifa bày tỏ hy vọng điều này sẽ giúp nhân cao nhận thức của đông đảo công chúng về sự cần thiết việc tiếp tục nỗ lực đối thoại và chung sống hòa bình bà chia sẻ giải thưởng này đã thực sự mang lại cho tôi niềm hạnh phúc và hy vọng mặc dù vết thương sâu trong tâm hồn vẫn còn đó nó sẽ giúp tôi biết vượt thắng chính mình hơn nữa và đến với giới trẻ đây là giải thưởng vì hòa bình vì tình huynh đệ nó thực sự rất quan trọng giải thưởng này sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong các dự án giáo dục mà tôi đang thực hiện với những nhóm bạn trẻ hướng tới các nước israel palestine maroc và một số nước châu âu chúng tôi hoạt động để thể hiện sự giao lưu chung sống để biết tôn trọng người khác và sự khác biệt của họ giải thưởng sẽ giúp tôi thực hiện mọi thứ dễ dàng hơn nó sẽ mở ra những cánh cửa cho tôi thậm chí còn hơn thế nữa đây là sức mạnh cho tôi thêm can đảm và ý chí để tiếp tục trong cách tiếp cận của mình một sứ vụ mà tôi gọi là cuộc chiến vì hòa bình Bà nói tiếp, Đức tin đã giúp tôi đứng lên bởi vì tôi đã cầu nguyện ngày đêm. Tôi thưa với Chúa xin trợ giúp con. Vì mỗi nơi tôi đến, dù là nhà thờ, hội đường hay ở bất cứ đâu, tôi đều thắp lên ngọn nến cầu bình an để xoa dịu nỗi đau đang ở trong tôi. Điều quan trọng là phải tin và cũng phải nói về tôn giáo bởi vì tôn giáo là hòa bình. Tôn giáo chỉ nói về hòa bình, chung sống, bao dung và yêu thương. Mọi tôn giáo đều hướng đến tình yêu, và ngày nay tình yêu thật sự là điều cần thiết. Ông Guterres và trận chiến với COVID-19 Người thứ hai nhận giải thưởng gia dết là ông Antonio Guterres, một chính trị gia gốc Bồ Đào Nha, là tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Năm vừa qua, 2020, trong khi cả thế giới bị nhấn chìm bởi đại dịch virus corona, Ông Guterres đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi ngừng bắn toàn cầu ở tất cả các nơi trên thế giới để cùng nhau tập trung vào trận chiến thực sự đánh bại Covid-19. Ví dụ, ngày 15 tháng 9 năm 2020, tại tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ tôn trọng lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu mà ông đã đưa ra vào tháng 3 năm 2020. Ông giải thích ngày nay virus corona là một mối đe dọa chính đối với an ninh toàn cầu đây là lý do tại sao tôi đã kêu gọi ngừng bắn toàn cầu lời kêu gọi của ông đã đem lại kết quả từ afghanistan đến sudan đã có những bước tiến mới đầy hứa hẹn hướng tới hòa bình ở syria libya ukraine và những nơi khác việc ngừng bắn hoặc ngừng giao tranh có thể tạo không gian cho ngoại giao còn tại Yemen, tình hình chính trị đang được ổn định. Trong một hội nghị về trường hợp khẩn cấp virus Corona ngày 12 tháng 5 năm 2020, ông Guterres đã đề cao vai trò của tôn giáo trong việc đối phó với khủng hoảng sức khỏe. Theo ông, các nhà lãnh đạo tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc quản lý cuộc khủng hoảng đang gây căng thẳng cho tất cả các hệ thống xã hội. Ông nhắc lại đại dịch cho thấy trách nhiệm của mọi người trong việc thúc đẩy tình liên đới là nền tảng việc chúng ta ứng phó và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng và hơn thế nữa, họ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp để đối phó với đại dịch và phục hồi. Tổng thư ký Liên hiệp quốc cảm ơn các lãnh đạo tôn giáo vì đã ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu Ông khuyến khích các cộng đồng tiếp tục thúc đẩy bất bạo động và từ chối bài ngoại, phân biệt chủng tộc và bất khoan dung. Ông kêu gọi sự bình an cho các gia đình, cho hòa bình trên toàn thế giới đang phải chứng kiến sự gia tăng đáng báo động về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nhận giải thưởng tổng thư ký liên hợp quốc cho biết ông cũng coi đây như một sự công nhận cho công việc mà liên hợp quốc đang làm hàng ngày ở mọi nơi nhằm thúc đẩy hòa bình và phẩm giá con người ông gusteres tuyên bố tặng toàn bộ số tiền của giải thưởng cho cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu Chúa Giêsu Kitô.